nhóm công cụ để tạo vùng trọng thứ hai của chúng ta thì tên là Luxo. Trong này thì nó có 3 cái biến thể, đó là Luxo thông thường, Luxo kiểu polygon và Luxo magnetic. Trước hết thì chúng ta sẽ giải thích về cái thuật ngữ Luxo đã. Cái công cụ rectangular marquee và elliptic marquee thì sử dụng thì rất là dễ. Tuy nhiên là nó cung cấp cho chúng ta chỉ có hai hình dạng thôi, là hình chữ nhật và hình ellipse. Do đó thì không phải lúc nào nó cũng đáp ứng được yêu cầu của chúng ta. Có những cái hình mà nó phức tạp hơn, dích dắc rồi uốn lượn các thứ, thì cái công cụ rectangular và elliptic nó không bám sát theo cái chu vi của cái hình được. Do đó thì chúng ta cần một cái công cụ khác có tính tùy biến cao hơn, có thể bám sát được với lại chu vi của đối tượng. Và đấy là lý do mà nó phát sinh ra cái công cụ Luxo. Thì Luxo thì về ngữ nghĩa đen của nó thì nó là cái thòng lọc đấy. Và đấy là một cái vòng dây mà sẽ khép kín để thắt, để trói, để bắt lấy một cái đối tượng nào đó. Như trong phim các bạn vẫn thấy là bắt quăng thòng lọc để bắt người này, bắt bò, bắt ngựa, bắt cừu đấy, đôi khi là bắt người đấy, và tệ hơn nữa thì là treo cổ. Thế nhưng mà chúng ta thì không cần tất cả những thứ đó, cái mà chúng ta cần bắt là những cái pixel thôi. Thế và chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là dùng cái công cụ Luxo này vẽ ra một cái vùng bao để chúng ta sẽ bắt lấy những cái pixel mà chúng ta cần. Thế thao tác thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng công cụ Luxo thông thường. Thao tác này thì nó cũng sẽ yêu cầu chúng ta là giữ cái phím chuột, nhấp giữ phím chuột cho tới khi nào mà chúng ta di xung quanh cái đối tượng mà chúng ta cần lấy. Luxo thì nó cho phép chúng ta uốn lượn theo từng chi tiết một của cái đối tượng mà chúng ta cần lấy. Và khi mà chúng ta khép kín cái vùng mà chúng ta vẽ, điểm đầu và điểm cuối gặp nhau tạo thành một cái vòng giống như là thắt một cái thòng lọc vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra được một vòng tròn. Và như các bạn nhìn thấy thì cái tính tùy biến của nó rất là cao, lượn ra ăn vào rất là thoải mái đấy. Và đây là cái vòng tròn được tạo ra bởi công cụ Luxo. Thì như các bạn thấy là tính tùy biến về hình của nó cao hơn rất là nhiều so với lại cái công cụ marquee ở phía trên. Điểm mạnh thì chúng ta thấy rồi, đấy là tính tùy biến. Nhưng điểm yếu của nó là cái độ chính xác của nó thì không phải là cao lắm. Chúng ta không thể nào mà vẽ tuyệt đối chính xác với cái công cụ Luxo này được. Đấy, có những chỗ thì nó hơi ăn vào một tí, có chỗ thì lại ăn ra ngoài một tí. Thì thao tác làm việc với Luxo thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như mà chúng ta bị nhạy chuột ra ở một cái thời điểm nào đó, thì về nguyên tắc nó sẽ tự động khép kín lại tại cái điểm mà chúng ta nhạy chuột. Nó tự động phát sinh đường ra và nó khép kín với lại cái gì đấy, cái điểm đầu của chúng ta vẽ. Như vậy là chúng ta không được phép buông chuột ra trước khi mà chúng ta tự tay khép kín được cái vùng trọng mà chúng ta muốn. Thế còn nếu như mà trong trường hợp chúng ta bị tuột tay như thế này thì chúng ta làm thế nào? Một là hủy đi vẽ lại từ đầu, nhưng mà chúng ta cũng có thể là vẽ tiếp, đúng không? Bằng cách rất là quen thuộc, đó là giữ shift để thêm, vẽ thêm một vùng trọng mới và giao cắt cái vùng trọng cũ ở đâu thì nó sẽ trộn vào với nhau để tạo ra một cái vùng lớn hơn. Ví dụ như này, đến đây thì nó sẽ mở rộng ra. Chỗ này bị thừa đúng không, tôi lại nhấn an, tôi vẽ một vùng chọn mới vào. Vùng chọn mới với vùng chọn cũ giao cắt ở đâu thì nó sẽ xé lìa đấy. Thì cái quy tắc này cũng vẫn rất giống như là cái quy tắc mà chúng ta đã làm việc ở công cụ marquee. Và một điểm nữa các bạn cũng sẽ nhìn thấy là gì đấy, cái anti-alias này thì nó được kích hoạt luôn, vì đây là một cái đường tùy biến
có những chỗ nó vẽ thẳng, có những chỗ nó vẽ cong, cho nên là cong này thì nó cũng sẽ được gắn luôn cái hiệu ứng anti-aliasing vào, để nếu chúng ta tô thì nó cũng sẽ làm mềm cái vùng mà chúng ta tô đi chứ nó không bị gai nữa. Feather nếu cần thì chúng ta vẽ ra và chúng ta cũng gắn feather giống như là lúc trước, tức là Shift F6 để điền tham số vào. Cách vẽ và các thao tác đối với Xô này thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái công cụ thứ hai, phím tắt là L thì chúng ta biết rồi đúng không? Shift L. Tôi sẽ chuyển sang công cụ thứ hai là Polygon Luxo. Polygon Luxo là một biến thể khác của cái công cụ Luxo này, và cách vẽ của nó thì có cái điểm khác so với lại cái Luxo thông thường, đó là nó không yêu cầu các bạn phải giữ chuột trong suốt cả cái quãng thời gian các bạn tạo vùng trọng, mà nó thực hiện theo cách là gì đây? Nhấp rồi thả chuột, nhấp rồi thả chuột, và nó sẽ tạo ra những đoạn thẳng ngắn, và bằng cách là nối những cái đoạn thẳng ngắn đó lại với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra cái vùng trọng. Thao tác đây, các bạn quan sát. Tôi sử dụng công cụ Polygon Luxo để tôi tạo ra cái vùng trọng cho cái nuôi này. Thì thao tác bắt đầu bằng cách là tôi điểm vào một vị trí nào đó ở trên chu vi của cái hình này. Sau đó thì tôi nhả chuột ra, tôi nhả phím chuột ra và tôi di chuột ra một vị trí mới, thì nó sẽ có một cái mối liên lạc giữa cái điểm mà tôi đã nhấp chuột với lại đầu của công cụ. Đầu công cụ di đến đâu thì sẽ tự động có một cái đoạn thẳng nó nối vào đấy, để cho chúng ta nhìn thấy được là cái đoạn sắp tới vẽ nó đi theo hướng như thế nào. Và bằng cách là di chuột tới vị trí mới, lại kích chuột rồi nhả, kích chuột rồi nhả, chúng ta cứ đi rích rắc theo cái đường chu vi của cái hình mà chúng ta đang muốn chọn này. Nó đặc biệt phù hợp với lại những cái hình mà nó có tính chất là nhiều nét thẳng. Đấy. Thế còn cong thì có vẽ được không? Cong cũng vẽ được. Chúng ta vẽ bằng cách là nối nhiều đoạn thẳng ngắn vào với nhau, uốn dần theo cái chiều của đường cong. Còn nếu trường hợp đặc biệt các bạn muốn thì các bạn có thể hoán chuyển một cách tạm thời giữa hai cái công cụ Polygon Luxo và công cụ Luxo thông thường bằng cách là không nhấp thả nữa, mà chúng ta sẽ nhấp chuột rồi giữ và chúng ta di nó, thì lúc đó nó sẽ hoạt động giống như là một cái Luxo thông thường. Đây, hết cái đoạn đường thẳng này sang đoạn đường cong thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn cái cách hoán chuyển giữa cái công cụ Luxo và công cụ Polygon Luxo. Đây, ví dụ đến đây. Tôi nhả chuột ra một lần, sau đó thì tôi lại nhấp giữ chuột. Nhấp giữ chuột và tôi di thì nó hoạt động như là gì đây ạ? À xin lỗi. Chúng ta nhấn giữ an đấy. Nhấn giữ an và nhấn giữ phím chuột thì lúc đó các bạn có thể vẽ nó giống như là gì đấy ạ? Nó giống như là cái Luxo thông thường kia. Đấy. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể là sử dụng để hoán chuyển qua lại giữa cái Polygon Luxo và cái kiểu vẽ Luxo thông thường. Cái này thì vẽ độ chính xác nó cao hơn. Đấy. Polygon Luxo thì chắc chắn là độ chính xác nó cao hơn so với lại Luxo. Thế nhưng mà đối với đoạn đường cong thì chúng ta vẽ thì hơi vất một tí, tại vì là nó phải nối nhiều đoạn. Đấy. Nhưng mà nhìn tổng quan thì Polygon Luxo là một cái công cụ vẽ nó sẽ chính xác cao hơn một chút so với lại cái công cụ Luxo. Thế còn công cụ thứ ba thì sao? Công cụ thứ ba trong nhóm đó là công cụ Magnetic Luxo. Magnetic Luxo thì cũng cần phải giải thích một chút về cái tên gọi cũng như là về cơ cấu hoạt động của nó. Về tên gọi thì Magnetic thì chúng ta liên tưởng tới từ tính, và từ tính thì nó cứ gặp sắt thì nó hút vào. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng không có cái gì gọi là sắt ở đây cả, mà chúng ta chỉ có chọn cái điểm ảnh, và thông thường là chọn theo quy tắc như thế nào: vẽ bám xung quanh biên, vẽ bám theo cạnh của một đối tượng nào đó để chúng ta chọn lấy nó.
Tuy nhiên là chúng ta đã giới thiệu ngay từ ban đầu là một cái bức hình ở trong Photoshop, thì thực ra là Photoshop nó không hiểu được là trong bức hình nó chiếu nó chứa cái gì đâu. Chỗ nào là quả dưa, chỗ nào là cái nấm, chỗ nào là lát thịt, chỗ nào là cây củ cải đỏ, nó không biết. Nó chỉ quản lý theo cái cách là có bao nhiêu pixel và pixel nó có màu gì, thế thôi. Dọc bao nhiêu pixel, ngang bao nhiêu pixel. Nó không biết được là đâu là quả dưa. Vậy thì tại sao mà nó lại có thể tự bám vào cái chu vi của cái đối tượng được? Thì bây giờ chúng ta lại tìm hiểu về cái quy tắc của nó. Nếu nói rằng là không biết được đâu là quả dưa thì tại sao nó lại biết được đâu là biên của quả dưa để nó bám, thì nó lại tuân theo một cái logic cực kỳ đơn giản là hai đối tượng khác nhau thì nó sẽ khác nhau về màu, nó sẽ khác nhau về độ tương phản, về sáng tối. Thế thì nếu như chúng ta quan sát ở trên thực tế như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là quả dưa thì có màu vàng, đấy, cái nền thì có màu trắng. Vậy thì ranh giới giữa hai đối tượng nó sẽ chính là một cái vệt kéo dài, cứ một bên là trắng, một bên là vàng. Thì đấy chính là ranh giới của quả dưa với lại cái nền. Và do đó nó chỉ việc là bám theo một cái vệt kéo dài mà cứ một bên là màu trắng, một bên là màu vàng. Thì đấy chính là nó sẽ bắt được cái chu vi. Thế với cái lý luận như thế thì chúng ta xem cái cách thực hành nó như thế nào nhé. Này, tôi bấm vào một điểm ở biên của quả dưa, nơi giáp ranh với cái nền trắng. Nó sẽ đo lập tức ngay là bên trên là gì, bên dưới là gì, bên phải là gì, bên trái là gì. Và nó xác định được à, cái này là có một bên trắng, một bên vàng. Vậy thì bây giờ nó xác định được cái mẫu rồi thì tôi chỉ việc là gì đấy ạ? Di một cách tương đối chính xác nhá. Các bạn không cần phải giữ phím, giữ viết ở đâu. Bấm một lần đầu tiên để các bạn xác định được cái mẫu. Và sau đó thì các bạn chỉ việc là di chuột một cách tương đối chính xác. Việc còn lại nó sẽ tự động tuân theo cái tham số mà nó đo được lúc mà chúng ta bấm cái điểm đầu tiên đấy. Và nó sẽ cứ bám theo cái chỉ dẫn đó. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ bám rất nhanh theo cái chu vi của cái quả dưa này mà chúng ta không tốn nhiều sức. Với lắc xô thông thường thì rất khó. Chúng ta sẽ cố gắng giữ cái tay thật chính xác chúng ta vẽ xung quanh. Nhưng mà thế quái nào cũng có cái chỗ nó sẽ bị lẹm vào trong, có chỗ thì nó bị lượn ra ngoài. Nhưng thằng này do nó đã đo được cái độ vênh giữa màu trong và màu ngoài thì nó cứ bám theo cái biên đấy mà nó chạy thôi. Và do đó thì vừa nhanh vừa chính xác hơn rất nhiều so với lại cái cách mà chúng ta vẽ bằng lắc xô. Nói như thế thì không có nghĩa là cái cách sử dụng công cụ như này là hoàn hảo. Vì sao? Vì nó dựa trên hai cái giá trị. Một là sự khác biệt về màu, hai là sự khác biệt về độ tương phản để mà nó bám vào các cái đường biên. Thì trong trường hợp quả dưa này thì rất dễ. Vì sao? Vì cái nền trắng ở xung quanh nó thuần, đấy, độ tương phản cao, rất là rõ ràng, tách bạch giữa màu đỏ màu kia, cho nên nó bám vào rất dễ. Nhưng mà nếu chúng ta lại sử dụng trong một cái trường hợp mà màu nó giống nhau, ví dụ như cái nuôi này chẳng hạn, cái nuôi nơi này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu sử dụng công cụ magnetic lasso thì nó lại là thảm họa, vì nó không phân biệt được cái độ khác nhau giữa cái màu trong đối tượng và màu nền, tại vì chất vàng ở đây là tương đối nhiều. Ngoài ra thì cái độ tương phản giữa cái vật chính và cái nền nó cũng không cao. Đấy, độ tương phản đấy rất thấp, cho nên là nó cũng không xác định được một cách chính xác cái ranh giới ở đâu. Bây giờ các bạn xem này, tôi cũng thực hiện lại cái thao tác giống như vừa nãy vẽ lấy quả dưa. Tôi bấm vào một điểm ở trong cạnh của cái nuôi này để cho nó tự đo lấy các cái giá trị ở trong và ở ngoài, xác định độ tương phản trong ngoài. Thế nhưng mà khi tôi cố gắng di chuột chính xác theo cái chu vi của cái hình cái nuôi này thì các bạn thấy rằng là nó cũng không tự động bắt điểm được mấy. Chỗ nào mà nó thấy rõ ràng là giống như mẫu thì nó sẽ tự phát sinh ra cái điểm neo và nó neo hình vào đấy. Nhưng mà những chỗ khác thì sao? Đây,
chúng ta thấy vô cùng khó khăn trong việc xác định các điểm. Tất nhiên là thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể giúp nó bằng cách là thỉnh thoảng lại bấm chuột một cái để nó đo tiếp lại cái giá trị mới. Nhưng mà như thế cũng rất là khó khăn nếu mà chuyển sang một cái đoạn khác. Cái tính chất mà tự động và độ chính xác cao ở trong trường hợp này bị mất đi, và chúng ta sẽ thấy rằng kết quả nó tệ vô cùng so với lại cái kết quả mà chúng ta đã làm ở cái quả dừa bên dưới. Hầu như mất hết cái đầu nhọn của cái nui này do nó không xác định được cái điểm neo để nó tự bám vào. Cái này còn đỡ, có những cái mà chúng ta thấy rằng là màu nền của nó phức tạp, nhiều chi tiết màu giống nhau thì đôi lúc các bạn sẽ còn không thể nào mà điều khiển được nó đấy, tại vì nó sẽ dựa theo cái độ tương phản và độ khác biệt để nó bám. Nhưng mà khi mà bên trái nó cũng thấy một cái màu giống như thế, bên phải nó cũng thấy một cái màu giống như thế, thì bắt đầu nó loạn, nó cứ đánh võng ở giữa, nó cũng không quyết định được là bám ở bên phải hay bên trái. Và nhiều khi tôi di khẽ cái chuột một cái là bắt đầu nó chạy một cách lung tung theo một loạt những cái màu mà nó rất là khác nhau đấy, nó bám vào các cạnh rất là khác nhau. Và những cái trường hợp đấy thì không điều khiển được nữa cơ. Thế thì chúng ta sẽ phải thoát nó ra bằng cách là, một là chúng ta sẽ kết thúc hai công việc bằng cách là nhấp nút chuột. Nhấp nút chuột thì nó sẽ tự động đóng kín cái vùng chọn lại luôn, đang vẽ dở lại luôn, và chúng ta Ctrl D chúng ta hủy cái vùng chọn đó đi. Hai là các bạn nhấn phím Escape thì nó thoát luôn ra khỏi cái công cụ đó. Thế vậy thì cái nào nó có hai mặt, dựa trên các cái giá trị về khác biệt về màu và độ tương phản về nền, thì nó là một phương pháp rất tốt, nhưng mà nó chỉ đáp ứng tốt khi mà thứ nhất là màu nó tương đối đơn giản, và thứ hai là độ tương phản nó đủ cao. Còn nếu mà nó không đáp ứng được cái yêu cầu đó thì không nên sử dụng cái công cụ Luxo dạng magnetic đấy. Thế thì tùy từng trường hợp mà các bạn cần xác định là hình này, màu này, nền này thì nên sử dụng công cụ nào. Đấy. Tất nhiên là nó cũng phải có thời gian một chút để các bạn làm quen và các bạn hình dung được cái điểm yếu hay điểm mạnh của từng công cụ để các bạn áp dụng vào trong một trường hợp cụ thể. Thì đấy là thao tác làm việc với lại công cụ Luxo. Thế với ba công cụ là Luxo thường, Polygon Luxo và Magnetic Luxo.